Chào mừng anh em đã quay lại với channel của mình. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục bắn súng ngắn. Và dòng súng ngắn hôm nay được lựa chọn đấy là Glock 357. DZG à? Nói chung là cái mẹ này cứ biết là Glock 357 là được. Thì khẩu này bán trong cửa hàng GoCoin với giá 5 gâu 3 ngày. Và lượng đạn mặc định là 4. Và theo thông số thì đàm của này rất là to. Tôi thấy to hơn cả lục bạc, to hơn cả anaconda này. Và đây là khẩu classic. Khẩu cọc này thì hình như cũng xuất hiện trong game khá lâu rồi. Nhưng mà ý là trước đấy thì trước khi mà lục VIP ra mắt thì ít người sử dụng. Đấy. Mà sau khi mà Devon Beta mắt thì các đại gia gọi là mua về búp đạn thì cái cọc này nó trở lên bá đạo trong các ROM C4 zombie đấy, các thứ đấy, đấu đội các thứ đấy, thì vì đam nó to mà. Và với cái sự ảo diệu của game của đột kích thì chúng ta có thể nhét tận 14 viên cọc vào một khẩu lục, chỉ có 4 viên thôi, chỉ có 4 cái lỗ để nhét đạn thôi đấy. Còn thôi, nói chung chúng ta đéo quan tâm đến việc logic. Chúng ta chỉ quan tâm đến việc là bắn thôi. Chứ còn mà bảo game này cho nó thực tế thì còn cả đống thứ chúng ta chưa nói thôi. Và khẩu cọp này thì phun đạn lên chỉ được 11 viên thôi. Ý là 6 khẩu lục tiếp và 1 cây 3Z là đủ. Cộng một thêm 1 viên nữa là đủ. Để thiếu thêm con nhân vật Hanh để HAWK ấy. Con nhân vật đấy cộng một viên lục nữa thì có thể lên 12 viên. Thế còn tôi không có, tôi cứ bắn 11 viên thôi. Và nói chung là trong C4 thì các pro C4 cầm K98 và M200 làm vũ khí phụ, còn khẩu này làm vũ khí chính, đem vào vã zom như đúng rồi. Cọp thì cầm snip mà cầm cọp nó sấy. Đấy, phụt một viên là vả cả 14 viên cọp vào mồm người ta. Bây giờ là 15 viên đấy. Thì tôi cũng thử đem khẩu này vào zombie để test đam mà thấy mạnh vừa lơ. Và nó vừa mạnh, cái đạn cũng khá là nhanh, cũng như là chạy zom rất tít. Và ok, đây là bản classic. Mấy anh em xem hết cây classic thì tôi sẽ chuyển sang con hàng tiếp theo. Ok, thì sau khi đã xài cọp classic rồi thì chúng ta sẽ chơi cọp báu vật. Thì hàng báu vật thì trong con đồ tôi cả bà đống, phải tầm khoảng gần không tính VIP thôi, không tính VIP vào cây classic thì cũng phải tầm khoảng 10 gần 10 cây báu vật, cọp báu vật đấy. Thì có một cây cọp 4 viên và còn lại là cọp 6 viên hết. Cọp 357 bây giờ, hiện tại bây giờ là gọi là ra rất là nhiều phiên bản rồi. Vì
chiều theo thị hiếu game thủ thôi. Con nào mà hay được dùng thì sẽ úp con ấy nhiều, ra nhiều skin báu vật đấy. Nói thẳng ra là kích mà súng vẫn vậy, đạn vẫn vậy, đường đạn thế, chỉ thay cái skin thôi là chúng ta đã có một cọc để hút máu rồi. Và ok, đây là cọc 357 tiểu bạch long, nó nằm trong một số may mắn mùa năm một gì muốn một trang thêm mới đấy. Thì tôi quay cọc đầu này gọi phiếu miễn phí đây và nhận được cây này thì cũng free thôi chứ không đam mê lắm, không đam mê 14 với rìu lắm đấy. Đây lại là có 357 Gold Phoenix. Còn này skin rất là bóng bẩy và đẹp. Mà tuy nhiên thì lượng đạn nó chỉ có 4 viên thôi. Đấy, nói chung là khá là trung thực. Và tôi đã khi khẩu này ra 4 viên tôi đã rất thất vọng. Vì khẩu cọc đẹp như này, lung linh như này mà chỉ có 4 viên. Thế là rất buồn. Nhưng mà thôi thì meta của nó sao thì chơi vậy thôi, không phản nản. Sao mình cũng có 6 lục vip và cái 3 z rồi. Đấy. Đợt này lượng đạn súng ngắn lên rất là nhiều cho nên là tiện làm súng ngắn luôn. Cái này làm trong quả cầu may mắn Gold Phoenix cùng có 3 z này, có rìu này, kc này, có cầu de, có cầu de Phoenix này, có gì nữa, M4 này, AK giảm thanh này, nhiều lắm. Và những cái vũ khí như thế thì khi mà đe lay thì sẽ có cái cánh phượng hoàng tóe ra. Thế mà cổ cọp này thì không có anh ạ. Ok, đây là cọp 357 Ngưu Ma Vương. Cây này thì tôi có được vào năm 2021 hay 2022 ấy, đợt Tết để làm cái sự kiện tiêu gold coin của VTC. Nó tặng cho cái cọp này với bộ bom Transformer Noper Gold hay là Transformer VIP ấy, không nhớ nữa. Hình như là Noper Gold phải. Tiêu 1-2.000 gold gì đấy mới được đấy, đùa đâu. Và cái cọp này sẽ là cái cọp cuối cùng mà tôi bắn trong cái series cọp báu vật, bởi vì là trong con đồ tôi có quá nhiều cọp báu vật đi, tận 10 cây cơ, mà làm hết 10 cây thì biết bao giờ cho xong cái clip này. Và thực ra thì chúng nó như nhau cả thôi, khác mẹ gì mỗi cái skin thôi, cho nên là tôi thì bắn 3 cây đại diện thôi, một cây 4 viên với 2 cây 6 viên này được rồi. Thì chúng ta tiếp theo chúng ta còn có cọp 357 VIP nữa cơ mà. Đấy, cho nên là xem tạm 3 cây thôi anh em ạ.
Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với series hàng fake. Thì kích hiện tại có hai khẩu hàng fake cọp ấy, đấy là Noble Gold Transformer 2 với Noble Gold Bombette 2. Chưa còn cái loại cọp Dominato thì chưa có, gọi là chưa có hàng fake ấy. Mà kho đồ tôi chỉ có con cọp Vipfake này, Transformer 2 thôi. Khẩu này thì anh V sẽ mở bán theo gói, giá 700 gâu hàng năm. Thì sẽ gồm cái cọp này và quả bom Transformer 2 Noble Gold. Còn một gói 700 nữa là cái quắm Cyber San Hanh với quả bom cũng cùng set. Nhưng mà hai cái đấy là VIP chứ không phải fake. Thì anh em có thể lựa chọn giữa hai set đấy, hoặc là húp cả đôi luôn, tùy anh em. Đấy, tôi thì húp cọp thôi. Còn VIP thì thừa mứa rồi, không cần. Mấy hai cái VIP đấy cũng có nâng cấp được đâu, mà cũng không ấy combo kill được, cho nên tôi không ham. Và cái cọp này thì nó bắn chỉ thua có VIP một tí thôi, cảm giác vậy. Và hiệu ứng các thứ thì cũng không được như VIP, cũng thiếu mất một viên. Nói chung là thua VIP quyền lợi thôi. Còn nếu mà để bắn người các thứ thì tôi thấy ok, vẫn tương tương thôi. Tất nhiên là chúng ta vẫn phải nâng cao cái giá trị của VIP lên tí, nên là tôi cảm thấy VIP bắn nó êm hơn tí. Fake thì nó chỉ là fake thôi. Đấy, nếu mà anh em trang bị cây cọp này với cái quắm Noble Gold 2 và vũ khí chính là Barret hoặc một Transformer 2 Noble Gold ấy, thì anh em sẽ được một cái set găng tay cũng như là set găng tay và Q-Max Noble Gold rất là đẹp. Thì set đấy một thời rất là hot, còn hiện tại thì bớt nóng đi rồi. Đến giao kích cho em. Kích cái thằng một kia. Kích cỏ bách. Lý. Đứa nào thoát tao bắn hai kia. Rồi. Mấy đứa tình hình F1. Tình hình kích hết. Đối 5 đi để. Cái màu đẹp không? Hả? Hả? Cái màu đẹp. Dài trắng bóc. Con ngủ không? Bắn cái ổng delay xuống, mà ổng bắn cái delay xuống. Ok, chúng ta sẽ tới với con hàng VIP, cọp VIP đầu tiên tôi có trong kho đồ. Đấy là cọp 357 Transformer 2. Con này thì nằm trong set Transformer 2, được mở bán vào tháng 7 năm 2020. Thì đợt đấy là con hàng này được giảm giá. À không phải con hàng này, mà là set Transformer 2 được giảm giá. Và nó có lúc đấy là lúc duy nhất mà cái set Transformer 2 nó tách riêng ra,
bán theo kiểu như là bốn bốn món à, bốn món vũ khí chính và gọi là ba quả bom thì nó sẽ tách ra hai gói, mỗi gói hai cây, một bên là 14 cái cọp, một bên là cây barret cái quặp, còn lại gói bom hình như là cũng tách riêng ra một gói nữa đấy. Mua lâu không nhớ, hôm đấy tôi sốc cả luôn, đeo rồi. Và khi mà anh em có đủ cọp VIP à, đủ lục VIP cũng như là barret VIP để kích đạn và thêm một con nhân vật nữa để gọi là búp đạn lên thì cái cọp này có thể lên tận 15 viên, rất là khủng khiếp. Và anh em có thể thấy cọp đàm rất to, bắn phát nào đầu phát đấy, vào đầu thì đừng hỏi nữa. Cho nên là khắp chiến trường từ zombie đến C4 hay là đấu đội các thứ thì cọp luôn luôn gọi là cái vũ khí không thể thiếu trong kho đầu, nhất là với các bố chơi snip. Trình thân snip có thể gà nhưng chỉ chế cọp thì sẽ không bao giờ gà được đấy. Cho nên là đây là vũ khí chính, còn snip thì là vũ khí phụ thôi, bắn hụt mác cọp ra sấy, thậm chí cầm cọp nó có thể sấy ngang với tanh luôn ấy, nếu mà anh em có con chuột xịn và nhấp tay nhanh đấy. Còn con cọp Transformer 2 này thì không chỉ nó bán trong gói đâu, có một lần mà anh V tạo cái sự kiện gì á vào tháng 9 năm 2021 thì ta đã được gọi là tiêu gâu lấy cọp VIP này, thì có cái cọp Transformer 2 này luôn, cho nên đâm ra là có đồ tôi có hai cây này luôn. Còn không thì anh em cũng có thể mua được ở trong trong cái set thôi. Thì đấy, vừa rồi đang đợt giảm giá VIP đây, thì anh em nào xúc được bộ này với giá khoảng 2,5 triệu thì ngon đấy. Và tiếp theo sẽ là một cây cọp 357, cũng gọi là một nhân tố mới. Thì cây này cũng là VIP, cây này là cọp 357 Dominato. Thì cây này là nằm trong set Dominato gồm có 14 quắm lục và bao quả bom. Và lạ thay là nó không giống như set Transformer 2, nó có cả snip. Thì cây này, cái bộ này lách tách lẻ ra so với M200 Dominator ấy, rất là khó hiểu. Và nếu mà có cả M200 trong cái set này thì chưa biết set nào ngon nhất đột kích đâu, giữa Transformer 2 và set này khó đấy. Thì M200 rất là ngon. Và cây cọp này thì màu sắc nó loè loẹt hơn cây cọp Transformer 2 tí, cũng như là nó có một cái điểm rất hay là ở trong zombie nó được cộng thêm băng đạn cộng thêm cái số đạn dự trữ. Thì chắc là hàng Dominator vào là hàng chuyên zombie cho nên là kể cả súng lục cũng được cộng, tôi nghĩ vậy. Chứ còn cọp Transformer 2 tôi thấy vào zombie nó có cộng gì đâu, nó ít đạn cây này nhiều, mặc dù là đều ép chung một số lượng băng đạn và súng VIP như vậy thì cây kia vẫn ít đạn cây này đấy. Nhưng mà không quan trọng, nói thẳng ra là bắn có hết đâu đấy. Tôi ép mắc đây đấy, được khoảng gần 500 viên cọp đây, 450 viên đấy.
thì nói chung là đây thì là một cái clip trúng lục nữa trong khi mà tôi đang phun đạn. Thì coi như là cũng thỏa lòng mong ước, vì lâu nay cũng muốn làm cái clip cò 357 rồi, chỗ thời gian thì nay nhân dịp có nhiều đạn thì tự tin vác súng lục vào sấy luôn đấy. Thì tôi sẽ làm thêm nhiều clip súng ngắn nữa, nhưng mà cứ từ từ cái đã, chưa vội. Bây giờ thì mấy anh em xem clip và chúc em xem clip vui vẻ nha. Quên mất không nói với anh em là tại vì sao lại thiếu mất một cái cọp VIP, thì bởi vì là nick tôi không có cọp Bonbet 2 nên thôi làm tạm hai cây này thôi. Cọp Bonbet 2 thì nó chỉ khác ngoại hình thôi, đơn giản chắc nó như này. Ừ thì có thể nó bắn sướng hơn mà mình không có mình chịu thôi, chứ còn bây giờ đi thuê hạc làm nó mất công lắm, mà đạn nó cũng không được nhiều như này. Thôi thì anh em xem tạm từng này là đủ rồi nha. Nói rồi không nghe. Dạy ghê cho em. Ê, qua đây. Đó, tôi giết hết á, còn bao nhiêu đó, không làm gì làm đi, giết 5 thằng rồi. Cố lên man, đúng rồi. Cho tôi chém 2 cái, giờ bộ. Giờ bộ được không man? Một phát thôi. Đứng hề chứ không làm gì hết. Điều. Chém 5 thằng ngon lành, 5 thằng chúa. Thì cờ 357 sướng rồi giờ mà. Nói gì vậy? Trước khi mà chưa có VIP là tôi lấy cờ đó tôi hành ra bả rồi. 6 viên rồi, bây giờ lên tới 8 viên rồi. 4, 3, 2, 1. Ô, một VIP 2 củ lên. Nó cộng có một viên rồi. Ấy, bạn à, mày mình dí mình. Bạn biết cái đồ này đấy. Mày dí anh là thằng nó tát mình chết. Sao nhiều dữ hả? Ơ? Chém gì đấy? Holy shit, tự nhiên ấn Enter cái đứng im luôn chạy. Cố lên chị ơi. Sorry to win.